Để người khác có cách nhìn thiện cảm về mình thì tôi xin chia sẻ cái câu chuyện về Đức Phật. Có cái chuyện mà Đức Phật trong cái lúc mà đi giảng cái giáo pháp ấy, thì có phải đến một cái ngôi nhà mà ở dưới bếp mà có con rắn nó ở đấy rất lâu và cả nhà không ai dám bước vào đấy. Nhưng mà Đức Phật xin ngủ ở đấy. Và khi Đức Phật nhìn cái con rắn đấy, Đức Phật nhìn nó với cái góc nhìn của một cái người rất là yêu thương. Thế thành ra là Đức Phật không có nhìn với cái ác ý là đề phòng. Chính vì vậy mà con rắn ấy từ từ nó đi và nó để lại cái chỗ đấy cho Đức Phật nằm. Nói như vậy nó hơi ma mị. Nhưng mà tôi chỉ muốn minh chứng một cái câu chuyện vì cũng không ai chứng kiến Đức Phật ngày đấy cả, mà toàn thấy xem phim và kể lại thôi. Nhưng mà thôi lấy cái đấy làm cái niềm tin đi. Thế nhưng mà tôi mới thấy là tôi vẫn đi dạy học trò, tôi bảo là đỉnh cao của kỹ năng chính là chân thành. Sự trung thực lớn nhất của cuộc đời này, sự nhân đạo lớn nhất của cuộc đời này là trung thực. Thế thành ra là bạn không cần phải kỹ năng gì hết. Bạn hãy bày tỏ thật sự cái tấm lòng của mình dành cho họ, là vì họ. Cho nên khi đi bán hàng cũng vậy. Khi bạn hỏi khách hàng, bạn bảo là: thế à, cô ơi, cô cao mét mấy? Cô ơi, cô cao mét mấy? Cô ơi, cô nặng bao nhiêu kg? Mà khi mà bạn không nói với họ rằng là: cô ơi, để cháu tư vấn cho cô một cái size nó phù hợp nhất, cô làm ơn cho cháu biết một số thông số sau, thì tức là chúng ta đang hỏi vì cái gì? Vì họ. Tức là đấy là sự chân thành. Nhưng nếu như chúng ta cũng quên mất cái kỹ năng giao tiếp là hỏi là vì họ, là chúng ta vào cái chúng ta hỏi: thế cô cao mét bao nhiêu ạ? Thế cô nặng bao nhiêu cân ạ? Thế cái cảm giác của người ta là giống như đang bị tra tấn hoặc là hỏi đẻo. Nếu như người đấy không may mà mập, nó không cân đối. Thế thì nguyên tắc bài toán đầu tiên của một người mà gặp nhau, khi chúng ta đặt câu hỏi họ, thì nguyên tắc bao giờ chúng ta cũng nói là vì khách hàng. Tức là: cô ơi, để cháu tư vấn cho cô tốt nhất cái này. Cô ơi, để cháu hiểu rõ cô muốn gì. Cô ơi, để cháu làm tốt nhất cho cô cái việc này, thì cháu muốn như thế này. Thì như vậy bạn mới hỏi họ là vì họ. Thì như thế đó gọi là sự chân thành và cộng với kỹ năng. Nhưng bạn chân thành mà không có kỹ năng thì bạn cần nhiều thời gian hơn. Bởi vì có những người họ không nói biết nói kỹ năng, họ cũng không nói được hay. Nhưng mà càng sống lâu người ta lại càng yêu thương, bởi vì họ có tâm chân thành. Còn những kẻ chỉ có kỹ năng mà không có cái tâm chân thành thì rất được lòng người khác lúc đầu, nhưng mà càng sống lâu thì người ta càng ghét. Vậy để hoàn hảo được cái gốc, cái nhân ấy, chính là cái tâm chân thành và yêu thương vì khách hàng, vì người đối diện. Thế còn cái yếu tố điều kiện đủ, đó là có kỹ năng để biểu hiện cái tâm chân thành ấy ra với người ta. Và bản chất sống trong cuộc đời này thì con người ta muốn mang lại cái hạnh phúc và mọi người yêu quý mình, thì người ta gọi là đức năng thắng số, cái vừa nãy tôi gọi là tâm. Thế còn cái đức là gì? Ở đây có ba cái đức. Một là đức nhẫn nhịn. Tức là khi ai mà người ta nói cái gì mà nó chưa hợp ý mình, thường bản năng của con người là ai nói không giống mình thì chửi thằng ấy ngu, còn mình thông minh. Còn nó nói giống mình thì bảo nó thông minh y như mình. Thế nhưng về mặt bản chất là nó nói khác mình thì có thể là nó đúng, có thể là mình đúng. Vậy nếu có tâm, có cái đức nhẫn nhịn thì thường người ta nhẫn nhịn một chút, người ta nghĩ về câu ấy sau, xong rồi người ta vẫn còn nguyên cái quyết định cơ mà. Thế cho nên những người mà chưa nói xong đã cãi xong, thường cuộc đời của họ khó mà làm được việc gì thành công một cách rực rỡ, mà chỉ là kiếm ăn theo kiểu sổi mà thôi, tức là không có đức nhẫn nhịn. Cái đức thứ hai mà con người ta phải có, đó là đức tùy thuận. Vốn dĩ trong cuộc đời này không có ai hoàn hảo, vì nếu hoàn hảo chúng ta nên niết bàn mất rồi. Cho nên là gì? Người này tốt mặt nọ thì sẽ xấu mặt kia, không tránh được. Hay là vào làm trong một cơ quan thì cơ quan mà trả lương cao thì áp lực và chuyên nghiệp. Cơ quan mà trả lương thấp thì bạn lại gì? Được thoải mái và ít áp lực hơn. Như vậy cái gì nó cũng có hai mặt. Gặp thằng sếp mà nó giỏi quá
bạn cũng áp lực. Gặp thằng sếp mà nó ngu quá thì bạn không được chủ động, mà cái gì bạn cũng phải gì, phải hỏi nó, mà nó toàn chỉ đạo ngu thôi mà vẫn phải làm theo. Như vậy bạn không được chủ động. Như vậy về mặt bản chất trong cuộc đời, cái gì nó cũng có hai mặt. Vậy nếu con người mà hoàn hảo thì nên hết niết bàn mất rồi. Nếu một công ty mà hoàn hảo thì nó đã không phải là công ty. Đến chùa còn không hoàn hảo nó là công ty. Thế thì chúng ta có cái đức tùy thuận là hãy nhìn vào mặt mạnh, thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời này nó tươi đẹp và tích cực. Cũng giống như là tùy thuận, tôi lấy ví dụ thế này thôi, hay là như thế này gọi là tùy thuận. Tùy thuận trong đức ăn, tùy thuận trong đức ở, tùy thuận trong cái đức nhìn, tùy thuận trong cái đức sống. Ví dụ cái đức ăn thôi, nếu mình 10 người đi ăn mà 9 người đã thích ăn thịt chó mà mình không ăn được thịt chó thì vẫn đi ăn cùng, ăn thậm chí vẫn ăn thịt chó. Có những kẻ mà chấp pháp là nghĩ rằng tôi ăn thịt chó là tôi có tội. Bạn đừng nghĩ là bạn ăn chó là được. Bạn hiểu là thịt chó là một cái phương tiện để tồn tại sống thôi. Nhưng mà nếu mà vắng mà tự nhiên làm nguyên đĩa thịt chó với này cút rượu thì là không ổn. Thế đấy ví dụ như vậy. Thì như vậy vẫn đi ăn bình thường, và ăn xong thì phải vui vẻ, chứ ăn mà căng thẳng thì lại mất phúc, nó gọi là không có cái hạnh phúc trong người. Thế thì như vậy là cái đấy, đức thứ hai là đức gì ạ? Tùy thuận. Và đức thứ ba nó gọi là đức bằng lòng. Đừng quá truy tìm quá khứ, đừng quá vọng tưởng tương lai, mà an trú trong hiện tại, bằng lòng với ngày hôm nay và cố gắng vượt qua chính mình. Mỗi ngày mình vượt qua chính mình ngày hôm qua thì như vậy tâm của bạn rất định, nhưng mà kết quả của bạn rất tốt. Đấy, như vậy con người có mấy cái đức. Thực ra trong cái buổi ngắn này tôi chỉ nói vậy thôi, một nói ngắn gọn thôi, nhưng mà thực ra nó phải giảng cái này phải mất 2 tiếng. Một là cái đức tùy thuận, hai là đức một đức nhẫn nhịn, hai tùy thuận và ba bằng lòng. Sống như vậy thì chắc chắn bạn sẽ an lạc và hạnh phúc. Và chúc cho bạn không cần phải nhìn người, mà cũng không cần gì cả phải quá tỏ ra kỹ năng, mà hãy chân thành, yêu thương, nhẫn nhịn, tùy thuận và bằng lòng. Tôi tin ai cũng sẽ yêu quý bạn. Cảm ơn bạn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam thông báo tuyển sinh. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2020, dành cho học sinh lớp 12 trên toàn quốc. Mô hình đào tạo được top 20 trường đại học hàng đầu trên thế giới áp dụng. Tổ chức kỳ thi riêng biệt, không dựa vào kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia, dựa vào tố chất, tư duy, phỏng vấn trực tiếp cùng doanh nhân. 5 chuyên ngành đào tạo Business Boss, dành riêng cho những bạn trẻ đam mê khởi nghiệp. Quản trị kinh doanh Business One, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành CEO Tourist. Thi càng sớm, học bổng càng lớn, ai sẽ là người xứng đáng được chọn. Lý do vì sao học sinh 2003 trên toàn quốc đã đăng ký dự thi vào trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam từ tháng 10 năm 2020. 1. Trường đào tạo theo mô hình quân đội đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện toàn diện 3 phần của một con người: thân, tâm và tuệ. 2. Trường đào tạo thực chiến, sinh viên được huấn luyện bởi các doanh nhân đang trực tiếp vận hành trong doanh nghiệp và được đi làm từ năm thứ 2. 3. Trường tuyển chọn đầu vào không dựa vào kiến thức trên trường, điểm thi trung học phổ thông mà dựa vào hoàn toàn tố chất nghề nghiệp của học sinh. Vậy lộ trình nào để trở thành tân sinh viên trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam năm học 2021-2022 trải qua những bước nào? Bước 1. 3 cách để thí sinh và phụ huynh kết nối với trường doanh nhân CEO Việt Nam. 1. Hotline 0976776622. 2. Website truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn. 3. Đến trực tiếp trụ sở chính CEO Việt Nam Holding, 62/4 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, Hà Nội. Lưu ý, thí sinh và phụ huynh đăng ký sớm để nhận chính sách học bổng, giữ chỗ, nhà trường sẽ dừng tuyển sinh khi đạt đủ chỉ tiêu. Bước 2. Tại đây, thí sinh và phụ huynh được nhận bộ tài liệu và đề thi online. 1. Bộ tài liệu thông tin chương trình huấn luyện qua hình thức online. 2. Hợp đồng đào tạo qua hình thức online. 3. Thi online tại nhà, kiểm tra khát vọng và sự hiểu biết về chương trình.
Bước 3, thi đầu vào. Thí sinh đạt kết quả thi online theo quy định của nhà trường. Thi phỏng vấn trực tiếp, kiểm tra về năng lực tư duy và tố chất nghề nghiệp của học sinh. Thi phỏng vấn trực tiếp, kiểm tra về mong muốn của phụ huynh. Lưu ý, thí sinh và phụ huynh thi phỏng vấn trực tiếp tại điểm trường đã đăng ký. Bước 4, nhận kết quả thi ngay sau khi thi xong. Điểm của thí sinh được chấm theo quy định đã ban hành trong bộ tài liệu chương trình huấn luyện. Bước 5, ký hợp đồng. Thí sinh đạt kết quả theo quy định sẽ tiến hành ký hợp đồng ngay tại điểm thi. Hợp đồng chỉ được ký kết khi có đầy đủ sự hiện diện của thí sinh và người bảo trợ. Nếu thí sinh và phụ huynh không ký hợp đồng theo thời hạn của nhà trường, kết quả thi của thí sinh sẽ bị hủy theo quy định. Bước 6, nhập học ngay sau khi thi trung học phổ thông vào tháng 7 năm 2021. Sinh viên nộp bộ hồ sơ nhập học theo quy định. Sinh viên nộp học phí theo quy định của nhà trường. Sinh viên được may đo đồng phục. Trường huấn luyện doanh nhân siêu Việt Nam, nơi hội tụ những học viên khát vọng, những doanh nhân thành công để cộng hưởng thành công.